Theo bà Phương Hằng, đây mới là năm nghệ sĩ đàng hoàng trong showbiz Việt. Livestream của đại gia Phương Hằng đang trở thành tâm điểm gây chú ý vào tối ngày 25 tháng 5. Đúng vào 18h30 ngày 25 tháng 5, đại gia Phương Hằng đã lên sóng livestream và tiếp tục series bốc phốt dài kỳ của mình. Sau khoảng một tiếng livestream, số người xem trực tiếp tính riêng một nền tảng đã lên tới 200.000 người, một con số khiến cho nhiều người phải hài hước cho rằng bà Phương Hằng mới là streamer giàu nhất Việt Nam. Trong buổi livestream của mình, ngoài việc chia sẻ những mặt tối của showbiz với nhân vật chính là nghệ sĩ Hoài Linh, đại gia Phương Hằng không quên nhắc tới những nghệ sĩ lớn tuổi mà bà luôn kính trọng. Theo đó, bà Phương Hằng chia sẻ, tất cả những anh chị lớn là người ta rất đàng hoàng, chẳng hạn như nghệ sĩ Mỹ Chi, Mỹ Châu, Cô Kim Cương, Ngọc Dầu, Lệ Thủy. Trời ơi, những anh chị lớn khán giả cực kỳ yêu thương. Trước đó trong phần livestream cách đây không lâu, bà Phương Hằng cũng chia sẻ về việc bà dành sự tôn trọng đến những thế hệ nghệ sĩ đi trước, đặc biệt là ba nghệ sĩ nổi tiếng của sân khấu cải lương, trong đó bao gồm nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết và nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. Vợ của nghệ sĩ Chí Tài bất ngờ gọi tên nghệ sĩ Hoài Linh trước lùm xùm từ thiện kèm lời nhắn xúc động tới người chồng quá cố sau anh trai ruột của cố nghệ sĩ trí tài, ca sĩ Phương Loan cũng chính thức có động thái nhằm bảo vệ nghệ sĩ Hoài Linh trước lùm xùm từ thiện. sáng ngày 26 tháng 5, ca sĩ Phương Loan đã có động thái gây chú ý trên fanpage. Theo đó, nữ ca sĩ chia sẻ bài viết về loạt công trình mang tên cố nghệ sĩ trí tài, đồng thời cô cũng nhắn gửi tới chồng quá cố và cuối cùng đã gọi rõ tên của nghệ sĩ Hoài Linh anh an lòng nhé ước nguyện của anh đã được thực hiện bé heo và gia đình cảm ơn anh hoài linh rất nhiều đây là lần thứ hai vợ của cố nghệ sĩ chí tài lên tiếng ngầm bảo vệ hoài linh trước những lùm xùm về chuyện từ thiện tuy nhiên lần này cô đã gọi thẳng tên của người bạn thân thiết Trước đó, khi nghệ sĩ Chí Tài qua đời hồi tháng 12 2020, gia đình và đồng nghiệp đã lập kế hoạch dùng tiền phúng điếu để giúp đỡ các nạn nhân bị thiên tai tại Việt Nam, theo di nguyện của cố nghệ sĩ Chí Tài và đã nhận được 83.000 USD, tương đương gần 2 tỷ đồng từ bạn bè và khán giả. Số tiền này đã được chuyển cho danh hài Hoài Linh để thực hiện tâm nguyện của người bạn thân thiết trước ca sĩ phương loan nghệ sĩ chí thiện anh trai ruột của cố nghệ sĩ chí tài cũng đã cho biết các công trình này đều đang trong quá trình thực hiện và do nghệ sĩ hoài linh đính ra phụ trách chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào nghệ sĩ hoài linh sẽ thực hiện các việc từ thiện đúng theo ước nguyện của nghệ sĩ chí tài ngoài ra các chương trình từ thiện khác cũng đã dùng tên cố nghệ sĩ chí tài mà chúng tôi không được biết không thuộc về trách nhiệm của chúng tôi Cách đây vài ngày, ca sĩ Phương Loan cũng công khai hình ảnh hai cây cầu mang tên Chí Tài 1 và Chí Tài 2 được xây dựng tại Cà Mau. Trên biển tên của cây cầu có ghi rõ thông tin: "Quỹ từ thiện nghệ sĩ Chí Tài và nghệ sĩ khán giả. Đây là công trình giúp bà con địa phương đi lại an toàn, thuận tiện hơn trong mùa mưa lũ", đồng thời là lời giải thích rõ ràng trước thắc mắc liên quan tới quỹ từ thiện tiền phúng điếu của cố nghệ sĩ Chí Tài. bị đại gia Phương Hằng bóc loạt thông tin gây sốt, Vi Oanh lên tiếng đáp trả và yêu cầu bằng chứng cụ thể trước ngày 29 tháng 5. Không giấu được phẫn nộ và tức giận, Vi Anh đã lên tiếng và viết tâm thư dài, bức xúc, đáp trả từng chi tiết gây sốc do bà Phương Hằng nói trên livestream. Tối ngày 25 tháng 5, cả showbiz đã bị một phen náo loạn vì đại gia Phương Hằng mở livestream thu hút gần 200.000 người theo dõi. Trên sóng trực tuyến, bà Phương Hằng đã gọi tên nhiều nghệ sĩ Vi Biết Việt như nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vi oanh và cung cấp loạt thông tin gây sốc chưa qua kiểm chứng trong đó khi bị đại gia Phương Hằng xúc phạm nặng nề đến danh dự nhân phẩm thậm chí là đụng chạm đến các con Viu Anh đã vô cùng bức xúc và viết tâm thư đáp trả Viu Anh cho biết Viu Anh cho biết do fanpage cũ đã bị đánh sập nên đã lập tài khoản mới để lên tiếng làm rõ những thông tin một chiều từ bà Phương Hằng đã nói xa xả trên livestream trong tâm thư gửi bà Phương Hằng Viu Anh yêu cầu đưa ra bằng chứng cụ thể cung cấp rõ tên tuổi người đàn ông mà bà nói cô đã làm vợ bé và đẻ thuê Ca sĩ Vi Anh nhấn mạnh bản thân bị vu khống và yêu cầu bà Phương Hằng đưa ra phản hồi bằng chứng trước ngày 29 tháng 5, nếu không xem như nữ đại gia đã nhận sai. Toàn bộ lời đáp trả của Vi Anh như sau. Cho con bằng chứng thuyết phục đi cô Hằng. Mấy hôm nay tôi bị những kẻ lạ chuyên nghiệp report hạn chế chức năng trang Facebook để bịt miệng. Thật tình cờ cô Hằng tiếp tục vu khống con để cộng đồng mạng tin rằng con sợ nên im. Nên có vài dòng kính gửi cô Hằng, CEO Đại Nam. Dạ thưa cô Hằng, cô gọi chị em nhưng cô lớn tuổi rồi nên con vẫn gọi theo cách xưng hô cũ nha người chưa từng gặp con một lần trong đời hôm nay cô tiếp tục quy chụp hai vấn đề một là việc con làm vợ bé đẻ thuê cướp chồng hai là vấn đề cha đẻ của bé đầu tiên nhà con như vậy là xảy ra hai khả năng một là cô có khả năng ngoại cảm siêu phàm hai là cô chui dưới gầm giường nhà con mới tự tin quy chụp như vậy con chưa thấy cô khoe về khả năng ngoại cảm bao giờ nên con tạm giả định là cô chui dưới gầm giường nhà con Đầu tiên cho con gửi lời cảm kích và hân hạnh được chào đón doanh nhân CEO đeo nhiều kim cương hột xoàn chui dưới gầm giường nhà con. Lần sau cô cứ chui ra mà hỏi chuyện đừng rình mò như vậy, con sẽ trả lời hết cho cô nhé. Sau khi chui ra gầm giường con và về đại nam để livestream, cô vẫn không nói được gì đúng về quá khứ của con, nên cô cho con xin phép có vài thắc mắc, mong cô vui lòng giải đáp trước ngày 29 tháng 5, nếu không giải đáp được, con coi như đây là một lời xin lỗi từ cô nhé. Suốt thời gian qua cô vu khống sai sót không biết bao nhiêu lần mà không xin lỗi ai, chứng tỏ việc để cô xin lỗi quá khó nên con xin phép tự coi là như vậy ạ. À. một Tên của người mà con làm vợ bé đẻ thuê và cướp chồng và được chi 57 triệu đô số 1 Việt Nam và 70 tuổi tên là gì hả cô? Cô nói chưa cho con đường sống, không là cô công bố tên người ta thì con xin mời cô công bố đi ạ. À. Con thấy cô chưa từng đường sống. Con thấy cô chưa từng chừa đường sống cho ai, nên con tạm kết luận là cô không dám công bố vì lộ ra cố tình vu khống không cân cứ cô nhé. Hai, cô đã quy chụp và khẳng định trên đại chúng như vậy, đề nghị cô đưa ra các bằng chứng sau. Hợp đồng để thuê mà cô nhắc đến, bằng chứng làm gái, bằng chứng cướp chồng những chuyện cô xúc phạm hết người này đến người khác không căn cứ con không can thiệp vì có thể có cái đúng có cái sai nên lần này con rất háo hức được xem các bằng chứng thuyết phục từ cô gần đây con thấy trên mạng xuất hiện nhiều vụ việc tung chứng cứ giả bôi nhọ người khác đến tan nát gia đình người ta nhưng hy vọng con không bị làm như vậy ạ à. cuộc đời này con chỉ sợ sống sai chứ con bị hãm hại hoài vẫn ung dung lắm cô ạ à hơn nữa con hay nhiều nghệ sĩ khác có bị bôi nhọ đến đâu thì cũng không bằng một góc lịch sử tình và tiền của một nhân vật đang bị bóc trần trên mạng gần đây đâu cô ơi chắc cô có theo dõi chứ ạ à. nhân vật đó làm bao việc ác tày trời bao gồm cả cướp chồng hai lần để leo lên vị trí cao như ngày hôm nay rồi tự cho quyền cha đập tất cả mọi người bà ta còn có bao giờ nghĩ đến nhân quả cho những việc bà ta đã đang và sẽ làm không cô nhỉ bà ta sẽ còn sống rất lâu để trả nghiệp đúng không cô cô trả lời và cung cấp đủ giúp con để chứng minh cô không phải là kẻ ngậm máu phun người cô nhé dù con có bị nhân vật kiểu như con vừa nhắc ở trên dở bao trò hèn hạ thì con vẫn sẽ đi đến cùng để đòi lại công lý danh dự cho gia đình con và ba đứa con non dạy các cháu có tội tình gì hả cô con không biết động cơ cô cố tình tung các thông tin này ra để làm gì nếu cô định chia rẽ gia đình con thì hơi khó vì chồng con nắm toàn bộ quá khứ cũng như luôn bên con khi con sinh nở của ạ à con đang ở tháng cuối cùng thai kỳ mà cô cũng đuổi cùng giết tận dùng mọi công cụ có thể quân trên mạng của cô ngoài việc đi lôi kéo mọi người cổ vũ cô thì cũng không quên report, spam chửi rủa quá khứ không tồn tại của con con nghĩ nếu vì chuyện này gia đình con có vấn đề gì thì cái nghiệp của cô gây ra nặng lắm đó cô ơi rồi khi tái sinh cô sẽ luân hồi về nẻo nào cô có bao giờ nghĩ trước không cô con tin ông trời có mắt cô ạ à. Con luôn tự hào mình là người chính chuyên, không bao giờ để lộ clip gạ tình như nhân vật U50 nào đó trên mạng cô ạ. À. Và con nghĩ rằng nếu ở một kiếp nào đó, con có để mướn thì vẫn sạch sẽ hơn nhân vật kia cô nhỉ. Người ta nói, lấy đĩ về làm vợ chứ đừng lấy vợ về làm đĩ. Cô có đồng ý với con không ạ? À? Cô nên tập trung trở lại hình ảnh ngày đầu tiên cô xuất hiện, là chuyện giữa cô và người cô cưỡng tình bất thành. Nếu họ có tội thì cô cứ làm tới để họ vô tù cô nhé, con không liên quan đâu ạ. À còn những việc cô vu khống chụp mũ rất nhiều người không căn cứ thời gian qua con thấy cô nên cân nhắc lại vì đúng thì ít mà sai thì nhiều con người ai không có lần sai sót cô có dám thề chưa sai bao giờ không mà bản thân cô sai thì luôn muốn mọi người thông cảm nhưng họ lỡ sai thì cô quyết triệt đường sống bằng mọi cách cuối cùng con chỉ muốn nói là con tin không ai nắm tay đến tối không ai gối tay đến sáng đâu cô ơi Trước đó, 200.000 người xem live stream, bà Phương Hằng gọi tên Vi Anh và mắng chửi xa xả. Sẵn đây chị nói luôn, còn em thắc mắc nữa chị gọi tên ra luôn nhé em, đừng trách chị không chừa cho con đường sống. Em đừng lừa người ta mà nói người chồng này, chị nói người chồng trước mà. Chị nói chị chịu trách nhiệm, không nói bậy, câu chuyện này cũng nhiều người biết mà em.